Xin chào tất cả bà con, xin chào tất cả mọi người, một ngày mới, một ngày thứ sáu, mọi việc gặp nhiều thuận lợi và may mắn mọi người nha. Thưa bà con, chủ phiên giao dịch ngày hôm nay giá cà phê tại hai sàn cà phê London và New York thì quay đầu giảm trở lại bà con nha. Bây giờ mình sẽ quay bằng giá cà phê thực tế tại hai sàn London và New York xem biểu giảm bao nhiêu, và sau đó mình sẽ phạt bằng giá cà phê bằng cái tiêu ngày hôm nay ngày thứ sáu tại cả địa phương các tỉnh xem thử được ra sao cho bà con tham khảo nha. Mong bà con mọi người lúc nào cũng ủng hộ kênh Đào Phạm nha. Xin cảm ơn bà con rất nhiều. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bằng giá cà phê bằng cái tiêu ngày hôm nay nha. Thưa bà con, chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ sáu tại sàn cà phê Rebota thì quay đầu giảm trở lại bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hạn nhau ngày tháng 3 thì giảm 28 đô xuống còn 2.233 USD tấn. Kỳ hạn nhau ngày tháng 5, kỳ hạn nhau ngày tháng 7 và kỳ hạn nhau ngày tháng 9 đều giảm 24 đô bà con nha. Thưa bà con, cùng chiều giảm tại sàn cà phê London thì chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ sáu tại sàn cà phê Arican và giảm bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhau ngày tháng 3 thì giảm 5,25 cent xuống còn 225.20 cent trên pound. Kỳ hàng nhau ngày tháng 5 thì giảm 5,10 cent. Kỳ hàng nhau ngày tháng 7 thì giảm 4,80 cent. Kỳ hàng nhau ngày tháng 9 thì giảm 4,75 cent bà con nha. Bây giờ là phút 2 với bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bản giá cà phê bản giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ 6 tại cả địa phương các tỉnh xem thử được sao bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2022. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê và tiêu sáng hôm nay ngày thứ 6 tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk.